Năm xin chào toàn thể quý cô bác anh chị và tất cả các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video hôm nay thì Năm sẽ quay cái cận cảnh một cái nghi lễ cúng nhảy lửa của phong tục người Dao Đỏ các bạn nhé. Các bác nhá. Trong mỗi dịp Tết Nguyên Đán thì người dân ở trên bản thì sẽ tổ chức là cái lễ cúng nhảy lửa cho mỗi gia đình có điều kiện để tổ chức các bạn nhé. Năm xin mời toàn thể các bạn cùng đón xem những video tiếp theo.
các bạn ạ, trong cái nghi lễ này, gia đình có cái món thịt chuột, chuột núi các bác nhá, chứ không phải là chuột cống như ở dưới suối đâu, chuột rừng đấy, được từ tay các ông đi lên bẫy ở trên rừng thảo quả mang về đấy các bác, rất ngon. Nhiều chưa? Đây, các bạn thấy nhiều chưa? Món thịt chuột. Ô còn to nhờ. Này to này chắc phải 4-5 lạng nhỉ, sống. To to to. Cháu cảm ơn bác nhá. Và cái nghi lễ nhảy lửa của trong cái dịp Tết của mọi tộc người Dao Nọ thì cũng đã xong và kết thúc các bạn. Đây là bạn xin hẹn gặp lại tất cả những các bác anh chị và tất cả khán giả trong video tiếp theo các bạn nhé.